để tôi canh cho. Mày canh hả? Thằng kia đâu? Hôm nay tôi canh thay nó. Canh cho kỹ đó. Mở bằng mắt cho ta đi, con trai. Hình như đã về chỗ cũ thì phải. Hồi nãy giờ tôi nói cho ông đi đâu? Bịt mắt ta vậy, làm sao ta biết đi đâu? À, ta có nghe tụi nó bàn với nhau, đem ta lại để bỏ chỗ cái ông Bảy gì đó. Là sao? Tụi nó muốn đổ cái tội bắt cóc ta cho ông Bảy đó. Đã quá. Cảm ơn con trai. Nè, bắt người là phạm pháp. Mà con trai có thù hằn gì với con gái bác vậy? Mà lại bắt cóc ta. Sao ông biết tôi thù với con gái ông? Chứ ta có làm thù hằn gì với ai đâu. Sao? Nói đi. Còn nói không được, để bắt đi. Như vậy là con sẽ thoát tội. Ta sẽ không tố cáo đâu. Không được. Sao lại không? Không có dễ dàng như vậy đâu. Nhưng tôi sẽ cho ông một ân huệ. Cái sàn này cứng quá. Nó hẹn gặp con kia đó đại ca. Hắn đã đồng ý gặp mình rồi. Như vậy là tốt rồi.
Xin lỗi về chuyện cha của chị. Không sao, tôi biết ông vẫn còn khỏe là được rồi. Bây giờ giữ người ta không ra, tôi không còn quyết định được nữa. Quyền đó bây giờ thuộc về anh. Sao hoàng? Chỉ cần anh cho tôi biết địa điểm. Chính tôi cũng không rõ địa điểm. Mỗi lần tới đó tôi đều ngồi xem bích bụng hết. Tôi nói chưa tin tôi đâu, nhưng tôi biết một chuyện hết sức quan trọng. Tôi nói đang coi dòng dịch con tôi để chuyển sang kho báu. Có một người phụ nữ từ đại lộc qua như là Jackie. Hình như là như vậy. Tụi nó hẹn sẽ chuyển tất cả qua địa điểm mới. Vào ngày giờ tụi nó sẽ báo sau. Có cách nào biết được địa điểm đó không? Tôi sẽ báo với chị qua số điện thoại tôi đã gọi. Cảm ơn anh. Tôi muốn nhờ anh. Ba chị vẫn khỏe, tôi sẽ coi chừng ông ấy. Cảm ơn. Anh thấy rồi đó, lão ta không thể là leader của một tập đoàn mới. Lão ta già và sơ hở quá. Cô muốn đưa Sáu Hòa lên thay à? Làm việc với người hiểu ý mình thật là dễ chịu. Nếu ok thì đây sẽ là kế hoạch. Cô nói đi. Tối mai, thay vì hàng hóa sẽ được chuyển thẳng đến địa điểm mới, thì mình sẽ chuyển ra bến cảng. Tiền tôi đã cho gửi qua, tối mai sẽ giao đủ. Còn Bảy Xanh? Khi biết chuyện, ông ta sẽ tự hiểu mình đã hết thời. Của anh trong này. Ngoài ra, phần của anh sẽ được tăng gấp đôi. Nhưng anh vẫn có quyền yêu cầu thêm. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô được ông chủ bên kia trọng dụng như vậy. Tôi có một đề nghị khác. Không phải về tài sản, được không? Dạ anh Bảy ơi, anh Sáu gọi. Tôi nghe anh Sáu. Anh Bảy, mọi thứ tối nay đã được set up. Anh nhớ đúng giờ nha. Ok, cảm ơn anh, tôi gặp. Dạ. Nè, người mà mình tin tưởng nhất lại là người phản trắc nhất. Còn mày, mày có bao giờ phản tao không chó? Tình hình của tình phối hợp với mình sao mà? Chị yên tâm, công việc xong còn có thể bỏ xuống cho một đội được. Tốt, tạm thời chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm. Một nhóm sẽ theo dõi mọi hoạt động của nhóm Bảy Sành, còn một nhóm sẽ theo sự hướng dẫn của Đạt. Trường hợp nếu như có gì thay đổi khẩn cấp thì Nguyên và Văn cố gắng đột nhập vào khu căn cứ mới của bọn nó. Chị yên tâm, em hứa sẽ đem bắt trai về nguyên vẹn, không sức mẻ gì hết, dù chỉ một móng tay. Cảm ơn hai bạn.
Mọi sự tôi nhờ vào hai bạn. Tôi phải bằng mọi cách theo dõi tên Bảy Sành. Đây là trường hợp sống còn, để chúng ta có thể đưa chúng ra ánh sáng và tìm xem kẻ bảo kê là ai. Tôi sẽ làm chuyện đó. Còn Linh nên theo bảo vệ bác trai về. Nếu tập đoàn tội ác này mà không bị tiêu diệt, thì không chỉ ba tôi mà còn rất nhiều người bị đe dọa đến tính mạng. Tôi tin là hai bạn sẽ thay tôi làm được việc này. Được. Alo Đạt. Chuẩn bị xuất phát. Cây số 18 biên giới Tây Ninh. Từ đó đi vào rừng. Sẽ báo tiếp. Ok. Cây số 18 biên giới Tây Ninh. Dạ, xuống tiểu đi. Chạy đi. Đi dọc 8 cây nữa. Dạ phải. Đi thì 9 cây nữa là tới. Ok. Bây giờ làm sự khó không đúng rồi, hay gì nè.
Làm im nghe ông già. Nhẹ nhẹ, nhẹ thôi. Xương ông già dễ, dễ gãi lắm đó. Mệt quá, bỏ đây mẹ cho rồi đi. À, một sáng kiến hay. Vậy đi ha. Có ngồi yên thôi mà cũng không ngồi yên nữa. Bột mì chở đâu mà nhiều vậy? Ừ, bột mì á. Ngồi dựa vô đi. Bột mì sao chở ban đêm chi nó cực vậy? Mẹ, mẹ không tin hả? Mày coi đi. Mẹ nó. Bột mì. Thôi đi, sao làm vậy đi. Đi. Thôi, giờ đi xả cái nào. Để lên. Cô Linh, hình như nãy giờ cô có ý theo tôi, có chuyện gì không? Tôi cũng cảm thấy là ông đang quan tâm đến việc có người theo dõi phải không? Ông định làm gì? Tôi cũng đang tính mời cô chia với tôi một chuyến. Cô yên tâm đi, vừa là giải trí, vừa làm công chuyện. Thank you.
Chúng ta đi đâu đây? Tôi nghĩ cũng đổi thêm cuộc đồng của mình. Nhưng nghe mình sẽ chẳng mấy cảnh thấy luôn. Mấy thì cũng không bằng lá gan của người ngồi kế bên tôi đây. Tôi sẽ bao giờ tin tôi. Tôi được rồi. Những người chúng này rất là tôi giỏi. Có cần xem mình yêu không? Bái Hân, đây. Xin chào. Hình như hôm nay có chuyến hàng đặc biệt thì phải. Tất cả đứng yên. Trời, bữa nay anh Bảy cõng rắn cắn cả nhà sao? Sao chịu đổ lỗi cho đàn em hết vậy? Ông tính đem một nhỏ này nhắc ba ai? Giờ này im đi, nhớ tay lên. Ô, nó bị giết, cha cũng sắp bị giết. Đúng, tao cũng phải xóa sạch mày khỏi cái này. Sao mới tốt nhỉ? Tao đã bỏ cố rồi, thì bị chú đi. Tại sao mày làm vậy? Mày chỉ làm cái gì chút đâu, hiểu chưa? Tao nghe nói mày đã bỏ công sức chịu bây giờ tao đây, nhưng mà tao đang giữ mạng sống của mày. Tụi nó cần chứng cớ của mày, nhưng mà tao thì không. Tao có thể giết chết mày bất cứ lúc nào. Mày sao mày không làm đi? Này là mày có cái gì cũng đánh lộn. Mày đúng là nhạy bén thiệt. Tao đang cần mày ở một chuyện khác. Mày phải nói với tụi đàn em của mày. Thôi không được tìm tao nữa. Chúng tao không tìm mày. Sát sân bay của mình. Mày Hãy
Còn phải không? Ba có sao không ba? Không, ba bình thường. Tôi có làm gì ba không? Không. Vậy tất cả chưa đủ. Dạ. Sáng nay ngoài bộ có gửi thư khen ngợi đội bạn. Đồng chí cục trưởng cũng có điện mà. Hôm nay sơ sơ vậy thôi. Vài bữa chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng. Hử? Mời. Sao mọi người yếu xìu vậy? Vấn đề là vẫn chưa tìm ra được kẻ báo kê và vẫn còn một tên nguy hiểm lọt lưới. Sao lại không? Những tên chủ chốt đang nằm trong tay ta. Từ đó, tìm ra tên kia khó gì? Đúng. Cho dù kẻ ấy là ai, tôi cũng không lấy làm vui khi phải đối diện với hắn ta. Không phải với tư cách một đồng đội. Tin đi. Hắn ta cũng sẽ tiếc một đồng đội như cô. Tôi hứa sẽ đích thân tham gia hỏi cung để tìm ra tên đó. Nào, Nguyên, vô. Cậu sao vậy? Tôi chỉ cùng ly với người nào mà tôi chắc chắn là đồng đội. Chào mấy cô chú. Chào ông. Sự bình tĩnh của ông thật là đáng nể. Tôi già rồi. Tuổi già tri thiên mệnh. Trải qua vài lần ở trong này, tôi thấy hay hay. Lần nào về cũng được vợ thương hơn chút. Có lẽ phải cảm ơn mấy cô chú ở đây. Vậy thì lần này ông sẽ được thương nhiều hơn. Bởi vì còn lâu ông mới ra được. Nói đi. Ai đã bảo kê cho tổ chức của ông? Tổ chức nào? Tối đó cô Linh cũng thấy tôi là người đứng ngoài rìa mà. Người có gan đứng ra tổ chức là Sáu Hòa. Cứ tìm anh ta mà hỏi.
Mày muốn tiêu rồi. Gì vậy? Tìm được gì không chị? Chừng nào kẻ báo kê còn thì hắn còn ngoan cố. Hình như em biết được kẻ đó là ai rồi. Em nghĩ sắp tới có những sự kiện lớn xảy ra, mình phải theo sát mới được. Anh cần hỏi cung gấp. Đóng cửa đi. Khi nào cần anh gọi. Dạ. Sao chú tới giờ này? Tôi ổn mà, hơi mỏi lưng một chút. Con nhỏ đó nó hỏi dai quá. Không ổn đâu. Sắp lộ rồi mà. Rồi sao? Trường mà bất đắc dĩ. Anh hiểu chưa? Ý chú là sao? Tôi không muốn ra tay với những người mà tôi từng hợp tác. Đây là chuyện chẳng đặng đừng. Rồi sao nữa? Bây giờ nè, anh phải tự xử thôi. Tụi mình từng trải qua bao sóng gió, cùng nhau hưởng mọi vinh quang lạc thú. Giờ chính chú lẽ tôi phải chết sao? Anh hiểu thương trường hơn tôi mà. Nếu anh là tôi thì anh cũng vậy thôi. Nhưng còn Gia Kỳ, chú ép tôi chết thì hết. Nhưng Gia Kỳ khai ra chú cũng vậy thôi. Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho Gia Kỳ sao? Anh yên tâm, nhớ Gia Kỳ, tôi không cần nước thương sự đó. Vậy là chú sắp xếp để loại bỏ tôi rồi. Đã đến lúc phải thay đổi quy luật mà. Anh đã hưởng đủ vinh quang phú quý, còn được tôn vinh như một nhà từ thiện lớn là do tôi tạo ra. Thì bây giờ phải cho tôi kết thúc. Cứ coi nhìn từ sáng. Vậy là anh chưa hiểu bị sanh này rồi. Tôi cũng phải chuẩn bị nếu có gì xảy ra với tôi. Không phải nữa. Tôi sẽ cho anh coi. Tất nhiên chỉ là bản copy thôi. Nếu có sự cố gì xảy ra với tôi. Thank you.
Ôi ba, cho đời anh. Anh Thanh, nè, chuyện cũ qua rồi, hãy mở lòng ra để đón cơ hội mới chứ. Sao cháu có buồn vui hoài vậy? Cháu không thể quên được anh ấy, nhưng cháu đang nghĩ về chuyện khác chưa? Chuyện gì? Án đã xong rồi, cháu có thể trở về chỗ cũ được không chú? Không được đâu. Sao vậy chú? Tới lúc này có lẽ chú phải nói mọi gì cho cháu rõ. Chuyện gì vậy chú? Sau cái chết của Linh, chú phải xin ý kiến lãnh đạo là điều cháu về đội với ý định làm rõ vụ việc này. Là chỉ có cháu mới đủ năng lực và khả năng để giúp chú. Chúng ta vừa mất đi một đồng minh, điều đó đã làm cho chú rất đau. Nhưng việc làm sáng tỏ ai là đã cố tình bao che cho tội phạm là nhiệm vụ cấp bách của ngành và trách nhiệm của từng chiến sĩ. Chúng ta tin tưởng cháu quá nhiều. Chú biết khả năng và tình cảm của cháu đã dành cho chú. Vì vậy, chú muốn cháu đích thân phải tìm ra manh mối cái chết của mình. Cháu cũng nghĩ rằng hiện tại bây giờ anh ấy đã được yên nghỉ. Vậy còn cháu? Cháu vẫn giữ ý định rời xa đội à? Nhưng chú thì không thể để cháu đi được. Sao vậy chú? Chú đã hứa với cháu rồi mà. Đúng, chú đã hứa với cháu. Nhưng chú cũng có một lời hứa đối với mình, là sẽ giữ cháu lại để làm nghiệp vụ của một cảnh sát điều tra, công việc mà cháu đã từng làm. Nhưng anh Minh, một thời gian ngắn khi mình chết, mình có thể biết được cái chuyện như vậy. Trong buổi tối, mình đã xin chú đảm bảo và khuyến khích cháu theo cái con đường điều tra mở rộng. Vì theo Minh nói, cháu có năng khiếu và sinh ra để làm việc đó. Nếu bây giờ chú giải quyết cho cháu ra đi, e rằng chú không sống nổi với đồng đội của cháu. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú.